hồi đó tới giờ tôi chưa có thấy cái việc là người chết mà trong nhà có một nhà chú, hai vợ chồng không có một nhà nói mà tôi không phải là của tôi không. Nè đến nỗi là chú còn kèo rẻ mà không có không có tiền mua đồ, hai vợ chồng không có một nhà một túi. Xe chữ thập đỏ chở xác mà giờ đây là tôi móc 200 ngàn tôi cho cái thằng đó, nó kêu gác thứ hai là phải đi tính tiền hết. Của bà là quá khổ, hai vợ chồng mà không có con, như chị bệnh cũng lâu rồi nhưng mà sớm liền thì là chị em rồi cho chút cho chị bệnh, nhưng mà chị hoài cũng hết, có cái xe thì đem đi cầm ở ngoài kia là 6 triệu rưỡi không ơi, 6 triệu rưỡi mà 6 tháng rồi chưa có đóng lời nữa đó. Dạ bây giờ khi bà đã mất rồi thì bây giờ cũng như là tiền này tiền kia tiền nọ thì cũng như chị em cho hòm, đến ngày hòm là có sinh bên mấy chị em gái thì cho, còn tôi là em dâu tôi đứng ra cho cái mã. Dạ tôi làm mã và đương xây mã ngoài phải đành vĩnh cho chị, nhưng mà còn có cái tội nghiệp tội cho ổng có chiếc xe, bây giờ là không có tiền chuộc. Rồi chiếc xe này là cho mượn hả? Xe này của người ta cho mượn chạy là của nhỏ dưới đó 69 á, với Đồng Tháp á, với Đồng Tháp á. Rồi giờ còn xe cầm ngoài kia kìa, không có tiền chuộc. Có thì ông chạy tới chạy lui, giờ có mình một 68 tỷ nữa. Bây giờ cứ vô giờ mà cào vợ mà khóc hoài. Rồi bà bị bệnh gì chết rồi chú? Bị phổi là bà bị ung thư bao tim, rồi tim nó nhiều bệnh quá. Dạ. Rồi không có tiền trị bệnh mà nằm ở nhà cứ lay lắc cái tiền nhiều đi chứ. Rồi hôm bữa ông đưa bả đi đó là trong túi có nhiêu tiền? Ông không nói chuyện đi. Nói không được hả? Túi có 1.2 triệu à anh. Túi có 1.2 triệu à. Kỳ xuống luôn cả. Nói vậy mà cho tiền. Bây giờ ông nói không được bây giờ. Chú phải nói con người ta mới hiểu. Bây giờ mới chị Tiết mất coi đông nhiều đó thì ngày chở chị Tiết đi bệnh viện nó được nhiêu tiền? Cái ngày mà chở bà đi đó là chú được nhiêu tiền? 500 ngàn 500 với 700 của kia được. Dạ là người ta cho mượn 700 nữa. Rồi bây giờ vô trong bệnh viện đó là mấy bữa bà mới mất? 7 giờ tối chở đi rồi 9 giờ 9 giờ mất à, rồi bây giờ mình còn thiếu tiền cho bệnh viện được không? Tôi thiếu tiền test 2 chút. Thiếu tiền test 200 hả? 2 chút là 40 mấy. 2 người á. 2 người là 400 mấy. Rồi tiền gì nữa? Tiền xe là 6 triệu rưỡi. Tiền xe xỉu thập đỏ hả? Tiền đỏ không có lấy tiền. Tiền cầm chiếc xe 6 triệu rưỡi hả? Là bây giờ là mấy tháng không đóng lời luôn? Thôi ngày 4 tháng 6 tới giờ. Dạ. Rồi chú bán ở đây Quân Bình là ngày được nhiêu? Bán được nhiều không? À, là chú với cô là bán ở đây đó phải không? Rồi giờ hình ảnh của chú cũng đưa lên mạng ha. Rồi có mạnh thường quân nào mà ta thương cái hoàn cảnh của chú đó là người ta cho cái gì thì con đem lại cho chú ha. Là chú nhiêu tuổi? 68. 68 là chú tên gì? Trần Phong Lưu. Trần Phong Lưu hả? Trời. Là hồi nào giờ chú với bà là không có con luôn. Dạ. Giờ chú đừng có buồn nữa chú ơi. Rồi để con quay có ai giúp cho chú không, chứ giờ chú khóc cũng đâu có giúp được gì đâu. Rồi ông buồn hoài không ăn uống là ông bệnh nữa đó. Ai có bằng thời mới nữa trời. Còn nội mà đông quá ông nội ơi. Ba vợ chết rồi mới mà đem lại cái mã. Đây là cái nhà của chú nè quý vị ơi, là giống như mấy anh em thấy ông khổ rồi người ta cắt cho ông nè. Cái này là mấy anh em hùng tiền cắt á hả? À, là giống như người ta cắt rồi bà ở đậu phải không? Còn cái nhà bên đây là bán rồi, nhà của bà mình đã bán rồi nè. Bên đây là cái nhà của cô. Bán rồi đó, là từ ngày bán nhà là bệnh tới giờ luôn. Cái nhà này là của bà ở con em tôi cắt và ở thôi. Vì là cái nhà này chỉ là ở đậu thôi quý vị ơi. Cô với chú ở đậu nhà này thôi. Chú ngồi đi, con hỏi chú cái này cái nữa coi. Là cái nhà này là của chú hay là của người ta cho mượn ở? Nhà bà già bà cắt cho hai người chồng ở. Tức là mượn của đứa em, đất của đứa em đó, rồi bà làm
À, là cái nhà này ai ai làm? Đứa em nó làm rắc ở trong nhà của bà già bà đó. À, là cho chú ở nhà đó, hả? Rồi là cái nhà bên kia là mình bán cho ta rồi. Lại qua đây được bao lâu bá mắt chú? Ăn Tết xong. Qua tháng 3. À, qua tháng 3. Dạ. Hồi kia cũng vô đây uống. Tôi mới nói cho thằng đi thấp vậy. Nãy ổng nói tiền tét là nhiều gì kìa rồi. 480. Tiền tét hai vợ chồng hả? Hai vợ chồng. Tôi nói chú nghe là đau cũng lâu lắm. Chở đi bệnh viện Tân Châu là 3 lần, 4 lần như vậy đó. Nhưng mà chở đi rồi cái khỏe trở về, cái mệt lại chở đi. Cái lần sau cuối cùng là mới chở đi bệnh viện Châu Đốc. Tôi nói thôi Châu Đốc chỉ thị 15 chở đi qua bển đi. Qua bển đi thì trong mình là không có tiền. Tôi mới hỏi anh chở đi mà có tiền không. Ông mới nói là có 1,7 triệu là như người ta này kia cho dành dụng đó. Ngào đó rồi tôi mới thấy vậy tôi mới cho thêm 800 là 2,5 triệu. 2,5 triệu mới qua bệnh viện Châu Đốc là bả chết ở bển biết thơ rồi. Ông điện giận khóc rồi. Rồi nói thôi bác sĩ còn cứu được thì gán đi. Rồi bác sĩ mới chặt chả sao cứu được sống về xích viện hôm nay. Xích viện về đâu cỡ một tuần gì đó. Đã bắt đầu mệt lợ. Mệt lợ rồi hỏi bà chịu đi bệnh viện nó không nói không. Không mà rất chiều. Có thấy bà đuối quá đuối cái chịu không nổi. Mà với thằng mấy lần bà mệt rồi bà đi bệnh viện. Rồi mình thấy trò đỡ oxy khỏe rồi về. Chứ không có nghĩ bà chết. Mới nói thôi đi mà bữa đó cúp điện nữa. Mới nói thôi cho chị đi lên chợ Tân Châu đi rồi tiếp thơ xong rồi khỏe rồi về. Mình không có ngờ là đi 7 giờ mấy tới 9 giờ 30 bà mắc. Rồi bà mắc trên chợ luôn. Mà tôi nói thiệt với chú với thầy nha. Tôi hồi đó tới giờ tôi chưa có thấy cái cảnh là hồi chết. Có 1,000 chú. Hai vợ chồng không có 1,000. Nói là tôi không phải là của tôi. Nè nó nổi rồi chú còn. Kèo rồi mà không có không tôi có tiền mua đồ. Hai vợ chồng không có 1,000 một túi. Xe chữ thằng đỏ chở xác mà giờ đây là tôi bóc 200,000 tôi cho cái thằng đó nó kêu gác thứ hai là phải đi tính tiền tết. Còn thằng hèo tôi đã đổi tới như vậy mà đau thì đau mà lâu trời nhà. Lại đó tài xế nó kêu ra đó thấy tội lắm. Nó kêu đi ra làm gì chú? Lấy đưa hồ sơ coi kia nợ hỏi cái gì dùng flash đấy mấy chú tiền tết là cái chán tức chúng ta chưa. Chưa. Mở cái mã rồi mới đi. Mở cái mã xong rồi đi. Tại vì vô nhập viện thì đóng trước cả 500,000. Coi coi nó có trả lại thì mình trả qua tiền tép cũng được. Rồi bây giờ cũng như đám ma thì dịch thì chú biết là đám ma đâu có tiền bạc gì đâu. Thì cũng như người ta có đi cúng thì mình cũng xây sở trong cái đám đó. Có hòm gương thì chỉ đeo hai bụng thẻo trên xúc lợi cười một chút cho. Cái nhà này đó sao chú bán vậy chú? Mừng rồi thấy không? Để lên cộng đồng mạng đi người ta cho ông rồi thế nào á, vụ xe cộ gì đó. Người ta cho được cầm cái xe 6,5 triệu. Rồi đó bây giờ tiền sao? Ở trong bệnh viện là thiếu 480. Để coi có bao nhiêu đó. Phải có mình cho. Mình xây sở ở đây thì chị em rồi cho xây sở cũng chờ. Đó thì có còn chiếc xe có ổng đó. Vậy là còn chiếc xe thôi phải không? À, chứ còn kia xây sở cũng chờ cái tiền tép là ví dụ như trên bệnh viện mình đóng 500,000 đó mà chỉ tại vì lên chỉ chết liền để coi lên tính người ta có trả lợi nếu mà người ta trả lợi thì ảnh đóng vào bên đó cũng được
À. Còn nếu mà không trả lợ á, thì mình cũng phải lo trả cho ta. Dạ. Nói vậy đó. Là mình thấy chân bố 500 rồi mà bây giờ tiền test là 480. 480 của 200 nè, còn 480 của ông tại cái ông nãy với cái rơi đi hai đó. Là ba của ông đó thêm 480 nữa. À, là 2, 4 người luôn á hả? 4 người luôn. Là mấy người mà chuyển bệnh vô đó phải không? Là nó bắt tức là xe đi đi chuyển chở xác về với đưa đi cấp cứu vô tép. À. Vậy là 4 người 960. 960 à, mình gửi còn trong bệnh viện là 500 chưa tính. Dạ. Thì cũng như mình tính bệnh viện 500 chưa tính thì nó trả cũng còn được 400 mấy đó. Dạ. Chú Đồng ơi. Dạ, nói chung là không để tôi chơi đưa hình ảnh anh lên mạng đi rồi người ta giúp cho ổng chú Đăng tặng ổng chủ chiếc xe hiểu không nè tới đây nè thầy trò đi mở cái mã cho vui sau rồi về tôi cũng nói thôi giờ ông bán một quạt ngày kiếm mình đủ sống đi rồi ở đồng đốt nhang cúng cho bả chứ đừng có buồn lớn tuổi buồn mình mau già ở bên này ăn cũng dòm vô vợ mà khóc hoài. Rồi bây giờ vậy nè chị, dọn ba chén chè bằng chị Tuyết cho mình trà nóng đi. Vô chăm trà rồi mình bưng cái dông là quay dài vô mã luôn đó. Rồi quay dài vô mã. Ba chén chè qua chị Tuyết. Dạ. Rồi qua mã mấy chén chè. Nãy em có dặn chị Thắm rồi. Dạ. Rồi vậy đi với ta. Rồi vô. Mấy đứa này là cháu sao với ổng này. À, cái này là con của em là chị Tiết chị nuôi thì nó lớn á. À. Để chị mắc nè. Nó siêu dưỡng 2. Là bà nuôi tụi nó đó phải không? À, nuôi tụi nó lớn. Bà nuôi mấy đứa? Dạ,